Bạn có đang gặp khó khăn trong chuyện viết lách không? Là bạn có rất nhiều ý tưởng trong đầu nhưng mà rồi cuối cùng nó lại rơi xuống bồn cầu và bạn cũng không biết phải làm sao mà viết những cái kịch bản của mình cho nó hay và nó cảm xúc, hay là thậm chí lúc mà bạn viết ra rồi thì bạn cảm thấy rất ư là hay nhưng mà tới lúc làm clip thì nghe nó, để rồi cuối cùng là bạn cảm thấy chán nản, rối rắm, khó chịu và không muốn làm video nữa, chỉ ước gì có một cái công thức nào đó mà nó dễ dàng để rồi sau đó mình có thể bắt đầu ngay và luôn được thôi. Và rồi sau đó là bạn rút ra một cái kết luận là mình không phải là một người viết giỏi thì làm sao mình có thể làm ra được những cái nội dung hay là kịch bản hay ho được. Nói thiệt đi, là bạn có đang bị cái cảm giác như vậy không? Nếu có thì thả liền cái chữ yes ở bên dưới liền. Thời gian đầu lúc mà mình mới bắt đầu làm video hay là bắt đầu học làm video, mình cũng đã vô cùng chật vật trong cái chuyện này luôn. Tại vì làm video dài trên YouTube nó đâu có dễ đâu. Mình cũng không biết là học từ ai, hay là thậm chí sau này lúc mà học được từ nhiều người rồi thì cũng không biết áp dụng sao cho nó tuyệt vời hay là nó đúng. Nhưng có một điều mà tất cả những cái người mà mình đã học họ đều nói, họ đều tập trung vào một cái câu này thôi, đó chính là muốn làm video hay được thì hãy học cách viết kịch bản. Đây là cái thứ quyết định cái sự thành công hay thất bại của cái video của bạn, hay thậm chí luôn là nó quyết định cái video của bạn nó có được ra đời hay không. Tại vì nếu như mà bạn không có được một cái kịch bản thì làm sao mà bạn làm ra được một cái video, chứ đừng nói chi là mong chờ một cái video thiệt hay. Trước khi bắt đầu thì mình muốn nói là những cái mà mình chia sẻ hôm nay nó không phải là cách để mà lên kịch bản cho một cái bộ phim điện ảnh chuyên nghiệp, nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong cái việc mà lên ý tưởng, hoàn thiện nội dung của bạn để tạo ra một cái video ngắn gọn, xúc tích mà vẫn rất ư là hoàn chỉnh. Nếu như bạn để ý thì đây là cái loại video mà hiện giờ rất nhiều người đang làm. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là làm sao để mọi người có thể làm ra được những cái thứ hay ho trong cuộc sống. A few minutes later. Mà hôm nay mình còn muốn nói thêm luôn những cái thứ này nữa nè, và nó giúp, và nó sẽ giúp mọi người rất là nhiều thứ trong cái việc là làm sao để mà kiếm được nhiều. 3 weeks later. Nói chung là cái chuyện mà làm video nó là cái thứ mà cực kỳ hay, nên nếu như mọi người muốn thể hiện bản thân thì làm video nhiều vô. Để rồi cuối cùng bạn cũng không biết là cái thằng đó nó nói cái gì luôn. Một trong những cái trách nhiệm hay là nhiệm vụ lớn lao của một người làm nội dung đó là cái gì? Đó là nói cái chán, làm sao cho nó đỡ ngán. Bởi vậy, bắt đầu thôi. Bước đầu tiên để các bạn có thể bắt đầu viết hay là bắt đầu làm một cái kịch bản, đó chính là bạn phải có cho mình một cái gian ý cụ thể và một bố cục dễ hiểu. Từ nhỏ, lúc mà mọi người đi học ngữ văn thì các bà cô nè, bà luôn luôn dạy một cái dàn ý mà ai cũng phải xài. Đó chính là cái gì? Là mở bài, thân bài và kết bài. Rồi trong cái thân bài thường thường mọi người sẽ sử dụng bao nhiêu ý ha? Đúng rồi đó, 3 ý chính, ý 1, ý 2, ý 3. Thậm chí bà cô còn thường xuyên kêu là mỗi ý là con phải có dẫn chứng cụ thể để khiến cho người ta tin. Thì đây là một cái cấu trúc đã được thử nghiệm rồi sàng lọc, rồi test ra rất nhiều để rồi cuối cùng tạo ra được cái framework này. Nhưng có phải là mọi người khi mà nghĩ đến nó đều cảm thấy rất ư là sách vở hay là rất ư là dở không? Đúng rồi, tại vì đơn giản là hồi đó tụi mình bị ép dùng những cái này, và thậm chí là còn dùng cho những cái thứ mà mình không có thích hay là không có hứng thú gì hết trơn, nên là làm sao mà mình có thể thích dùng nó được. Nhưng mà bây giờ nè, ngay lúc này nè, là bạn được quyền chọn cái video mà bạn làm, chọn cái thứ mà bạn thích, chọn cái thứ mà bạn hứng thú, và bạn được thoải mái hơn trong cái việc mà bạn muốn nói gì và dẫn chứng gì, nên lại bắt đầu sử dụng cái cấu trúc này đi. Ê mày ơi, em là cái đứa có nhiều ý tưởng lắm, em có tới 7-8 cái ý tưởng lần, vậy thì có nên cho hết không? Câu trả lời là không nha, không nên cho quá nhiều thứ vô cái video của bạn, vì đơn giản là bạn càng cho nhiều vô thì nó sẽ càng cực kỳ bất lợi cho bạn luôn. Có một lý do cực kỳ hay mà mình khuyên mọi người chỉ nên sử dụng cái cấu trúc 3 ý chính thôi là sao? Đó là nếu chỉ có 3 ý thì nó sẽ dễ dàng giúp cho mình nhớ được mọi thứ nhiều hơn, và người nghe thì cũng dễ dàng nhớ được từng ý của mình là cái gì. Chứ mà bạn sử dụng quá nhiều ý thì khi mà người ta nghe tới cái thứ tư thôi thì họ đã quên mất đi cái ý thứ nhất của mình là gì rồi, và bạn sẽ không muốn dành thời gian ra bỏ hết công sức rồi cuối cùng người ta quên, đúng không? Bởi vậy đừng có quá tham lam mà hãy sử dụng 3 ý chính mà thôi. Thì khi mà nhắc tới chuyện làm video đi thì sẽ có hai cái kiểu video quan trọng mà mọi người thường xuyên thấy ở trên mạng. Thứ nhất đó chính là những video về chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, bài học hay là giải quyết một vấn đề gì đó cho mọi người, nó sẽ được gọi là video giáo dục.
Còn cái kiểu thứ hai đó chính là video giải trí, nó sẽ kể về một cái câu chuyện, một trải nghiệm, một hành trình, một chuyến đi của một nhân vật nào đó và đem lại chúng ta một vài cái cảm xúc hoặc là nhận ra một thứ gì đó trong cuộc sống. Trong những cái video về giáo dục á, thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng thẳng cái cấu trúc mở thành kết cộng thêm ý 1, ý 2, ý 3 rồi dẫn chứng 1, dẫn chứng 2, dẫn chứng 3. Đây chính là cái cấu trúc mà mình thường xuyên sử dụng trong video của mình luôn, là mở bài là intro nè, thanh bài thì mình có 3 ý nè, và rồi mỗi ý mình sẽ có một vài cái ví dụ hay là dẫn chứng cụ thể rồi sau đó là mình kết bài. Vậy còn những cái video mà nó giải trí hay là kể chuyện thì sao? Thì có xài được cái nội ý trên không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà mình sẽ thay đổi một thứ nhỏ nhỏ thôi nha. Là các bạn để ý khi mà các bạn xem cái bộ phim đi, thì cái nhân vật chính của mình họ sẽ luôn luôn phải gặp cái gì mà khiến cho tụi mình dán cái mắt vô và coi hết bộ phim ha. Đúng rồi đó, đó chính là gặp khó khăn, gặp gian khổ, gặp kẻ thù và rồi phải chiến đấu với kẻ ác nè để đạt được cái thứ mà mình mong muốn. Bởi vậy trong cái thể loại video giải trí kể chuyện này á, thì cái thứ quan trọng nhất mà bạn cần có không gì khác đó chính là những khó khăn. Thay vì sử dụng ý 1, ý 2, ý 3 thì bây giờ bạn sẽ tìm ra những cái khó khăn 1, khó khăn 2 và khó khăn 3, để rồi phần cuối sẽ là cái phần mà giải quyết được những cái khó khăn thử thách đó. Việc chỉ sử dụng 3 ý hoặc là 3 cái khó khăn kết hợp với một cái cấu trúc đơn giản là mở thân kết như vậy á, nó sẽ đảm bảo là bạn sẽ có một cái nội dung mà nó vừa ngắn gọn và vừa dễ cho người xem, dễ làm cho chính bạn luôn, người viết, người làm video luôn. Trước khi mà mình lao vào cái bước tiếp theo á, thì mình có một cái câu hỏi đây, là có phải bạn thường xuyên cảm thấy là những cái thứ mà bạn viết ra nhiều khi nó không có rõ ràng hay là nó bị lủng củng không? Là bạn ngồi xuống bạn viết và thấy nó có cái gì đó nó sai sai, là bạn cảm thấy là mình bị mắc kẹt giữa chừng, không biết phải viết gì tiếp theo. Dù bạn có những cái ý tưởng hay hay là những cái cảnh quay tuyệt vời trong đầu, nhưng mà cái lúc viết ra ý tưởng thì bạn không biết phải làm sao cho câu chuyện nó được liền mạch, bạn không biết phải sắp xếp như thế nào cho nó hay, không biết làm sao cho nó hợp lý hơn. Và có một cái sự thật mà bạn cần để ý đó là gì? Là khi mà bạn viết một đống chữ như vậy ở trên giấy hay thậm chí là Word đất của mình, hay là giống như mình là xài Notion, khi mà nó là một cái nùi chữ giống như vậy nè, thì thật sự rất là khó để bạn có thể sắp xếp hay là đưa ý này xuống, đưa ý kia lên, hay là thay đổi cấu trúc của nó một cách dễ dàng. Bởi vậy cái bước tiếp theo trước khi bắt tay vô viết đó, đó chính là phải sắp xếp nội dung bên trong sao cho nó có logic và dễ hiểu hơn. Từ đó thì khi mà mình nhìn vô thì mình sẽ biết cách triển khai ý làm sao cho nó hay hơn rất nhiều. Thì có một cách cực kỳ hay để mọi người có thể sắp xếp ý tưởng của bạn nó dễ dàng hơn, thậm chí là nó sẽ có một cái cấu trúc liền mạch và hay hơn rất nhiều, đó chính là sử dụng những cái sticky note để mà lên ý tưởng trong video của bạn. Mình thì hiện giờ không có sử dụng mấy cái sticky note tại vì nó khá là tốn giấy và mất công viết, nên là mình có dùng một cái phần mềm tên là Figma. Đây là cái phần mềm mà mình thường xuyên dùng để mà lên ý tưởng cho từng video của mình, để đảm bảo là cái đóng chữ đó nó sẽ không bị rối. Ví dụ như trong cái video hành trình của mình nha, nếu bạn chưa coi thì có thể check ở bên đây ha. Cách làm là trên mỗi cái nốt bạn sẽ viết ra từng phân khúc, từng đoạn của video, xong sau đó bạn sẽ xếp nó lên một cái timeline dàn ý mà mình đã nói khi nãy. Khi mà bạn sắp xếp hết những cái đống ý tưởng này thì bạn sẽ có một cái nhìn trực quan, thực tế và tổng thể hơn. Bạn sẽ thấy được cái câu chuyện của mình á, nó có bị dính một cái lỗ hổng nào hay không và làm sao để gỡ rối nó ra. Ví dụ như trong trường hợp của mình á, thì sau cái intro thì mình không biết làm sao để mà chuyển sang cái ý thứ nhất cho nó mượt, thì mình sẽ thêm mỗi phần gọi là phân cảnh vui nhộn để rồi chuyển sang cái cảnh đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Việc mà bạn có thể dễ dàng cho thêm một vài ý tưởng mới để nối, hoặc là lấy ra những đoạn thừa thải không cần thiết như vậy, sẽ giúp cho bạn tránh được cái việc á, là viết giữa chừng xong rồi mắc kẹt, không biết là phải nối làm sao. Cái phương pháp mà nãy giờ mọi người thấy mình sử dụng á, thì trong giới làm phim nó được gọi là Index Card Method, để đảm bảo là câu chuyện và nội dung của bạn sẽ một cái cấu trúc cực kỳ chặt chẽ và rõ ràng. Và mọi người cũng có thể thấy cái kết quả của nó rồi, là cái video này là một trong những video mà được tương tác cực kỳ tốt, số lượng người vào comment quá trời nhiều luôn. Khi mà bạn sử dụng được cái cách này để mà sắp xếp ý tưởng như vậy rồi, thì bây giờ là lúc mà bạn sẽ nhảy vô từng cái và viết làm sao cho nó hay ho và hợp lý. Ê bạn, viết gì á? Thì kịch bản đó, kịch bản triệu view. Sắp xong rồi, sắp xong rồi nè. Cho coi, đi. Cho coi. Bao hay, hề luôn, bao hay. Bớt đi mẹ. Viết gì mà khô khan quá vậy cha? Thì nếu như mà ông thấy những cái tôi viết nó khô quá thì ông làm cho nó ướt đi. Giỡn thôi nha mọi người. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mình muốn các bạn để ý một thứ vô cùng quan trọng ở đây, đó như là khi mà bạn ngồi xuống và viết ra từng lời từng chữ giống như vậy thì nó là ngôn ngữ viết chứ không phải là ngôn ngữ nói. Và cái việc mà mình sử dụng ngôn ngữ viết để cố gắng hợp tục lòng xong rồi nói ra thì nó sẽ bị tiếp hai cái vấn đề nữa là gì? Thứ nhất, đó chính là lúc mà bạn nói nó ra
nó nghe rất là sượng, không hề tự nhiên và thoải mái một chút nào hết trơn á. Cái thứ hai là gì? Là nội dung câu chữ đã không tự nhiên rồi mà còn phải bắt buộc học thuộc lòng từng chữ một, thì khi mà quay á, bạn sẽ mất công quay đi quay lại rất là nhiều luôn. Bởi vì á, bạn sẽ tốn một mớ thời gian để học thuộc cái nề chữ đó, rồi sau đó nói giữa chừng thấy là nó sượng sượng, nó sai sai, cái là phải tìm cách sửa ngôn từ. Nhưng mà cái lúc mà sửa xong á, thì lại quên mất đi cái câu sau. Và dần dần nó sẽ biến thành một cái cơn ác mộng, khiến bạn dù đã làm ra được một cái kịch bản cho video rồi, nhưng lúc mà quay thì lại thấy quá khó chịu, dẫn đến mất niềm tin và không muốn viết kịch bản hay là quay video nữa luôn. Cho nên để có thể khiến cho mọi thứ nó suôn sẻ và dễ dàng hơn, thì có một cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi. Đó chính là lúc mà bạn viết nó ra, thì bạn sẽ vừa viết vừa đọc cái câu đó lên thành tiếng, nói nó ra bằng miệng để nghe coi nó có thuận tai hay không, có sượng sượng gì hay không. Và nếu như một người bình thường mà nói cái câu này, họ sẽ sử dụng những cái từ ngữ nào, những cái ngôn từ nào. Hoặc là một cách mà bạn có thể sử dụng đó chính là đọc cái kịch bản nó cho một người nào đó nghe, thì khi họ nghe họ sẽ feedback được liền cho bạn để biết coi nó đang dở hay là hợp lý. Thì cuối cùng nó sẽ tạo cho bạn được một cái kịch bản nó ngắn gọn, dễ hiểu, và nó sẽ vô cùng gần gũi, thiết thực với người nghe. Chưa kể là bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi mà quay, tại vì những cái này nó là ngôn ngữ nói và thậm chí nó chỉ có 3 ý thôi, nên là bạn sẽ dễ dàng nhớ những cái thứ mà bạn cần nói nhiều hơn. Và sau khi đã có cho mình được một cái kịch bản hợp lý như vậy rồi, thì bước tiếp theo đó chính là tìm cách làm sao để mà trình bày và quay được nó một cách tốt hơn và thể hiện được nó một cách rõ ràng hơn. Và mọi người biết không, là một cái kịch bản tốt đó, là một cái kịch bản mà bạn nhìn vô là bạn sẽ biết làm gì tiếp theo. Giống như vậy nè, nên nếu như mọi người muốn biết thêm về cái này á, hãy comment chữ get go ở bên dưới đây. Và mình sẽ làm cái video tiếp theo nói kỹ hơn về việc xây dựng một cái shortlist cho một cái câu chuyện, làm sao cho nó chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng có làm một cái file PDF nói về cách làm sao để bạn có thể lên được kịch bản cho video của bạn, có từng bước một ở trên đó. Và mình có để nó trong website của mình, phần tài nguyên. Bạn có thể kiếm được cái đường link nó trong cái phần description ở bên dưới đây. Bởi vậy mọi người hãy download nó về và rồi bắt tay vô làm cái video của bạn đi. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo của Content Creator.